hai người đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với cuộc tỉ thí. Đây sẽ là đồ của xoáy là chết anh em nhé, một cái khổng tức linh rất đẹp, nó được ví như một trong những chiếc nỏ thiên quang phiên bản mini vậy, mang rất nhiều làm chậm và phòng thủ vật lý và một set hiệp cốt cùng với bọn con ngựa bôn tiêu. Vâng, đây là đồ xoáy là chết. Vâng, hai cao thủ đã bước vào trong khu vực thi đấu rồi và bây giờ thì mình sẽ vào. Vâng, hai người đều mang vào là 60 bình ngũ hoa. Mình sẽ xoay đồ lại một lần nữa anh em nhé. Đây là đồ của cậu hai ăn chay, một set hiệp cốt, một cái khổng tước linh vừa mới xuất hiện tại server chúng ta, 30 tốc 35 sát thương 98%, cũng là một cây tiểu thiên quang mạng thiên hoa vũ anh em ạ. Vâng, cũng mang rất nhiều làm chậm và phòng thủ vật lý nữa. Đây là đồ của ai ăn chay, còn đây là đồ của xoáy là chết. Hôm nay thì theo như những thông tin mình nhận được thì kèo solo của hai anh em này đã lên tới 10 cái búng tai rồi. Đó là hai anh em thôi, ngoài ra thì khán giả của chúng ta cũng đang hưởng ứng với cái kèo lên tới 3 cái búng tai khác. Vâng, và chúng ta chỉ đánh duy nhất trong một trận anh em nhé, một trận duy nhất để phân định thắng thua. Bước vào trong trận đấu này thì cậu hai ăn chay, một thành viên đến từ vòng Hào Kiệt sẽ ra sân ở trong màu chữ tím. Còn với xoáy là chết, thành viên đến từ bóng hội Tam Hoàng sẽ ra sân trong màu chữ xanh. Cách đây một tuần thôi, hai bên đã giao lưu và chiến thắng thuộc về cậu hai ăn chay. Một trận đấu này chúng ta sẽ còn phải chờ đợi 20 giây nữa để trận đấu bắt đầu. Hai cao thủ đã đều trang bị trên đầu đó là nhất kỳ càn khôn phù rồi. Vật phẩm sẽ giúp cho họ gia tăng thêm được một skill kỹ năng vốn có. Mình sẽ tắt cây phụ cận này đi để cho anh em thấy rõ ràng hơn các tình huống nhá. Mình bật luôn cả công nghệ va lên nữa. Chào Thiên Trần nha, chào tất cả anh em. Vâng, để bình chọn coi ăn chay sẽ comment cho mình số 2 nhá. Còn để bình chọn cho xoáy là chết sẽ comment cho mình phím số 4. Trận đấu bắt đầu. Vẫn là những bước di chuyển rất linh hoạt đến từ cả hai cao thủ, kết hợp thêm cả với mê tung ảnh skill 10x của Đường Môn. Cậu hai ăn chay đang tỏ ra khá chủ động cho những hướng tấn công của mình. Trong khi đó thì xoáy là chết vẫn đang di chuyển không ngừng và sử dụng thiên la địa võng kết hợp với bạo vũ lê hoa để đáp trả. Một cuộc chạm trán lần thứ hai của hai cao thủ này, và cũng giống như lần trước, đánh không ngỡ. Chỉ duy nhất một hiệp đấu BO1, cao thủ nào giành chiến thắng sẽ nhận về 10 cái búng tai từ đối phương. Ngoài ra thì phía khán đài của chúng ta, khán giả cũng đang bình chọn và búng tay nhau rất đông. Vâng, cứ hai anh em thành một cặp anh em nhé, búng rách tay nhau ra thì thôi, giao lưu nó cũng có tí búng tay, nó tạo ra sự hưng phấn của anh em hơn. Anh em có thể đưa ra dự đoán của mình cho kết quả của trận đấu này. Nếu mình chọn cậu hai ăn chay sẽ comment cho em phím số 2 nhé. Còn nếu mình chọn cho xoáy là chết sẽ bình chọn cho em phím số 4. Chào anh Trường Quốc nhé, chào tất cả anh em. Theo những thông số được gửi về từ trận đấu trước thì xoáy là chết đã có được lượng sát thương gấp đôi so với cậu hai ăn chay. Nhưng ở trong trận đấu trước anh đã không giữ được lượng máu trong hành trang của mình là tốt nhất, và dẫn tới một tình huống là hết mana và hết máu, và đó đã tạo ra một cơ hội knockout dành cho cậu hai ăn chay, người có được số lượng sát thương thấp hơn một nửa. Không biết trong trận đấu này xoáy là chết đã có thể tìm ra được phương án khắc chế hay chưa, cũng giống như tiết kiệm lượng máu và mana của mình. Vâng, nếu anh em muốn nạp xu mình chọn cho anh Rin Trần của chúng ta sẽ comment cho mình phím số 9 nhé. Số 9 là một trong những con số có thể nói là to nhất thuộc top 10 chữ số của chúng ta, một con số biểu thị cho sự trường tồn vĩnh cửu, cũng giống như mong muốn của chúng ta. Máy chủ hiệp khách này sẽ là một sân chơi lâu dài dành cho anh em đam mê năm truyền kỳ, sân chơi sẽ không bút bẩn, không tuồn đồ, không chim mồi, nơi sẽ có những giải đấu, những sự kiện để em giao lưu và cọ sát cùng với nhau giống như trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, một pha mà xoáy là chết đã chủ động rít bạo vũ lê hoa rồi. Cậu hai anh trai sẽ phải thật khôn ngoan, bởi vì bài học ở trong lần trước xoáy là chết đã có thể rút ra được khá nhiều. Xoáy là chết là người có được lượng sát thương nhiều hơn, và một pha tốc biến rất nhanh đến từ xoáy là chết. Và đó cũng là một tình huống swap pressing cực kỳ hiệu quả của Đường Môn. Họ sử dụng mê tung ảnh để thoát ra những hướng nguy hiểm. Và hai bên đang bắn ra những cú thiên la địa võng Q6X của Đường Môn.
những tên lửa tầm nhiệt có khả năng truy đuổi đối phương đến cùng, mặc cho họ di chuyển. Và lượng sát thương cũng không hề kém so với bạo vũ Lê Hoa là mấy. Em biết được rằng đây là bản đường môn thân pháp, các cao thủ họ sẽ ưu tiên cộng vào thân pháp để gia tăng lực tay, cũng giống như khả năng bắt dính vào đối phương. Trận đấu đã bước vào phút thi đấu thứ 4 rồi. Sẽ còn 7 phút nữa cho hai cao thủ chúng ta trình diễn. Nhìn cách hai cao thủ đang di chuyển, chúng ta có thể thấy được rằng họ đều là những đầu tàu trong làng đường môn của server. Vì thế rất tự tin để chạm trán nhau trong một kèo đấu lên tới cả vài chục cái búng đai như thế này. Lại là một pha tốc biến rất tốt đến từ cậu hai ăn chay, và cả xoáy là chết nữa. Hai đại diện đến từ Tam Hoàng và Hào Kiệt, thì xoáy là chết đang là quốc chủ của bang hội Tam Hoàng, còn cậu hai ăn chay là trưởng lão của bang hội Hào Kiệt. Chúng ta chỉ đánh duy nhất một trận đấu em nhé, BO1, không có cơ hội gỡ gành cho các cao thủ. Vâng, một tình huống tanh cơ của hai cao thủ, nhưng cả hai cũng đều bình tĩnh để có thể thoát ra để giữ nhịp trận đấu rồi. Thời gian vẫn còn lại phía trước rất nhiều, 6 phút nữa. Trận đấu BO1 nên nó sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Chết là hết và không còn cậu sửa sai nữa. Hai bên đã quá hiểu điều này và đang tỏ ra rất bình tĩnh và chắc chắn ở trong từng pha di chuyển của mình. Vâng, để bình chọn cậu hai ăn chay sẽ comment cho em phím số 2 nhá. Còn để bình chọn cho xoáy là chết sẽ comment cho em phím số 4. Cảm rất là nhiều. Chào Lý Kim Hoàng, chào anh Trường Quốc, chào anh Rin Trần, chào Ngô Long, chào tất cả anh em. Nguy hiểm, vâng, vậy là đã có đốc cao xảy ra rồi. Bây giờ thì công nghệ va sẽ vào cuộc để cho chúng ta thấy được rằng tình huống vừa rồi nó diễn ra như thế nào. Tình huống mà cậu hai ăn chay đã có thể bắt dính lại được xoáy là chết. Xoáy là chết không thể thoát ra được. Sự nguy hiểm đến từ bản thân pháp của đường môn bạo vũ. Nó giữ chặt chân đối phương và làm cho đối phương không thể di chuyển. Em thấy không? Tình huống này, xoáy là chết đã cố gắng di chuyển rồi, nhưng lượng máu không thể bơm lên được nữa. Và đó là một cú knock out đến từ cậu hai ăn chay. Vậy đã là 2-0 dành cho cậu hai ăn chay rồi. Hai lần đối đầu, anh đều giành chiến thắng. Nào, chúng ta sẽ cùng đi ra để xem hệ số sát thương của trận đấu này. Cậu hai ăn chay bị đánh trúng là 45.363 điểm. Trong khi đó xoáy là chết bị đánh trúng tới 61.579 điểm. Vậy là trong trận đấu này lượng sát thương của cậu ăn chay là nhiều hơn. Và đặc biệt hơn nữa, đó là một tình huống knock out được tạo ra. Vậy là 10 cái búng tay giữa cậu hai ăn chay và xoáy là chết đã thuộc về của cậu hai ăn chay rồi. Vậy thì những anh em này mà nằm cửa của xoáy là chết thì bây giờ sẽ đưa tay ra để cho những em còn lại búng nhá. Chào anh Hiền Trần nha, chào tất cả anh em. Và nhân tiện thì anh em mà muốn mua tổ yến hay yến xào thì có thể liên hệ với anh Hiền Trần nhé, một trong những thành viên đến từ bang hội Thiên Địa cũ và cũng là Hào Kiệt bây giờ, để ủng hộ. Và nếu có thể tốt hơn thì có thể gửi tặng cho admin Đinh Trần một hộp. Vừa rồi thì anh mới đi cắt chỉ về nên là hơi yếu em ạ. Nào, nữa thôi anh em, mình hỏi là nữa không hay anh? Vâng, trong thời gian chờ đợi hai cao thủ này có nữa hay không thì chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dứt điểm của cậu hai ăn chay. Rất đáng tiếc cho xoáy là chết. Giá như trong tình huống vừa rồi anh sử dụng một pha mê tung ảnh để thoát ra thì có lẽ sẽ tốt hơn so với việc di chuyển như thế này. Vậy đã là 2-0 trong hai lần đối đầu dành cho cậu hai ăn chay rồi. Chiến thắng rất thuyết phục. Không giống như trận đấu trước, cậu hai ăn chay có lượng sát thương thấp bằng một nửa so với lượng sát thương của xoáy là chết. À không em ạ, nói chung là chỉ đánh một trận duy nhất thôi em ơi, một trận duy nhất thôi, không có kèo gỡ anh em ạ. Vậy là trong vòng 2 tuần xoáy là chết đã bị cậu hai ăn chay búng cho tầm khoảng từ 4 đến 50 cái búng tay rồi em ạ, khá là đau.